chờ xem. Ông sẽ đánh bại từng người một, và cuối cùng là đến lượt ngươi. Thế thì sao ta có thể tự tin như vậy không? Đó là bởi vì tất cả những macaron mà ngươi vừa triệu hồi ra đều không có tuổi, đã đánh lại ta. Ờ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé Maya. Ta chợt nhớ ra ta cũng là Macaron sở hữu đôi mắt này. Thế thì ta sẽ hy sinh chúng vậy. Ngươi định móc mắt của mình ra sao? Ngươi bị điên à? Thà bị mù để sống trong hòa bình, còn hơn là mắt trong suốt để nhìn thấy sự diệt vong của loài người. Ta chấp nhận hy sinh. Macaron mà ngươi vừa triệu hồi ra đều không có tuổi, hãy đánh lại ta. À này, từ giờ đừng gọi tôi là nữ hoàng nữa, cứ gọi Agatha đi là được. Tôi ra lệnh phải gọi như vậy. Vâng, người nữ hoàng Agatha. Qua đây ngồi cùng em nào. Ngồi cùng ngài á, mấy cái được không? Vâng, anh xin ngồi cùng em. Ngàn hoa phù tiên tư đường xưa loang lổ vết máu, mộng này chết đoạn một khúc ta sầu. Trùng trùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thì chiều lên khi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Xin chào, rất hân hạnh được làm quen với các cậu. Tên tôi là Thôn. Busala đi lấp lánh, ướm lên tay với đất mặt sáng ngày. Maserati hai cánh, ngăn cho em tách biệt miệng đời. Lướt xuống phố vòng phanh, băng qua nhanh khuôn viên mỗi tối. Dinh cơ răng tay sẵn lối, nơi sao hoa lộng lẫy gọi mời. Mình nè đây, sau 2 năm mình vẫn giữ nguyên cái bàn này nè bạn. Mình chưa giờ đập bỏ cái bàn này luôn. Kỳ nè, Violet, Vincent, Louis, Raku, Dennis, Thorn, Simon, Wendy, Karen, Lina, Toma, Oni, Zena, Akasa, Mary. Đưa em đi về trên đường công lý mặc kệ trong phong trào thấm tháp. Sài Gòn ngày xưa bên mình anh vậy thì cùng hoài nguyên nơi nhà hát. Một chút hoài niệm về thời đẹp nhất là đêm hòa quyện của bài nhạc.